Chào mừng các bạn đến với kênh Tủ Thuốc Vàng, nơi mình chia sẻ những thông tin hữu ích về các loài cây thuốc nam và nhiều bài thuốc dân gian dễ kiếm. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn về 10 lợi ích của cà tím đối với sức khỏe. Cà tím là một loại rau quả quen thuộc với nhiều gia đình vì dễ bảo quản và có thể dùng để chế biến nhiều món ăn ngon khác nhau. Nhưng bạn có biết, cà tím còn có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe của bạn không? Hãy cùng mình khám phá video này nhé! Lợi ích thứ nhất của cà tím là tốt cho tim mạch. Cà tím là thực phẩm giàu kali, giúp ổn định nhịp tim và huyết áp. Cà tím cũng chứa nhiều flavonoid, là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm lượng cholesterol xấu, tăng lượng cholesterol tốt cho cơ thể và ngăn ngừa các bệnh về tim mạch như đau tim, đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Nếu bạn muốn có một trái tim khỏe mạnh, hãy thêm cà tím vào thực đơn của bạn nhé! Lợi ích thứ hai của cà tím là chất chống oxy hóa. Cà tím là thực phẩm tuyệt vời chống lại các gốc tự do, những chất gây hại cho tế bào và gây ra các bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường hay lão hóa. Cà tím chứa nhiều chất chống oxy hóa như anthocyanin, acid chlorogenic, vitamin C và vitamin E. Những chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ tế bào, loại bỏ chất độc và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Bạn có thể ăn cà tím sống, nấu hay làm nước ép để tận hưởng lợi ích này. Lợi ích thứ ba của cà tím là cải thiện trí nhớ. Cà tím chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật như niacin, là một chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ màng tế bào não khỏi các tổn thương. Cà tím cũng giúp tăng lưu lượng máu lên não, cải thiện chức năng não bộ và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến trí nhớ như Alzheimer hay Parkinson. Nếu bạn muốn có một bộ não minh mẫn và sắc nét, hãy ăn nhiều cà tím nhé! Lợi ích thứ tư, cà tím giúp bạn có một vóc dáng thon gọn và khỏe mạnh. Cà tím chứa nhiều chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm lượng thức ăn bạn tiêu thụ. Cà tím cũng chứa nhiều nước nhưng rất ít calo, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc tăng cân khi ăn cà tím. Cà tím còn giúp bạn đào thải chất béo và độc tố ra khỏi cơ thể và ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa. Bạn có thể ăn cà tím theo nhiều cách khác nhau như luộc, nướng hay xào để tận hưởng lợi ích này. Lợi ích thứ năm, cà tím giúp chúng ta chống lại bệnh thiếu máu. Thiếu máu là một tình trạng khi cơ thể không có đủ hồng cầu, là những tế bào mang oxy đến các mô và cơ quan. Thiếu máu có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu như mệt mỏi, nhợt nhạt hay chóng mặt. Cà tím là một nguồn sắt phong phú, là một khoáng chất cần thiết cho sự hình thành của hồng cầu. Cà tím cũng giúp tăng cường hấp thu sắt cho cơ thể khi kết hợp với các loại thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh hay bưởi. Bạn có thể ăn cà tím mỗi ngày để bổ sung sắt cho cơ thể và ngăn ngừa thiếu máu. Lợi ích thứ 6 của cà tím là chống viêm. Cà tím có chứa nhiều chất chống viêm như acid chlorogenic, acid caffeic và acid folic. Những chất chống viêm này giúp làm giảm các dấu hiệu của viêm như sưng, đau hay nóng và ngăn ngừa các bệnh viêm khớp, viêm da hay viêm ruột. Bạn có thể ăn cà tím để giảm các triệu chứng khó chịu của viêm và cải thiện chất lượng cuộc sống. Lợi ích thứ 7 của cà tím là tốt cho da. Cà tím là một nguồn vitamin A, vitamin C và vitamin E phong phú, giúp nuôi dưỡng da, tăng độ đàn hồi và chống lão hóa. Cà tím cũng có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa các tổn thương da do ánh nắng mặt trời, ô nhiễm hay stress. Bạn có thể ăn cà tím hoặc dùng nước ép cà tím để thoa lên da để có một làn da mịn màng và tươi trẻ. Lợi ích thứ 8 của cà tím là tốt cho tóc. Cà tím chứa nhiều vitamin B như vitamin B6, vitamin B9 và vitamin B12, giúp kích thích sự phát triển của tóc và ngăn ngừa tóc rụng, tóc bạc hay tóc khô sờ. Cà tím cũng chứa nhiều khoáng chất như sắt, kẽm và đồng, giúp tăng cường màu sắc và độ bóng của tóc. Bạn có thể ăn cà tím hoặc dùng nước ép cà tím để xoa lên tóc để có một mái tóc khỏe đẹp và quyến rũ. Lợi ích thứ 9 của cà tím là giúp ngủ ngon. Cà tím chứa nhiều chất tryptophan, là một axit amin thiết yếu, giúp tạo ra serotonin, là một chất dẫn truyền thần kinh, có tác dụng làm dịu tâm trạng, giảm căng thẳng và gây buồn ngủ. Cà tím cũng chứa nhiều magie, giúp thư giãn cơ bắp và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bạn có thể ăn cà tím vào bữa tối hoặc uống nước ép cà tím trước khi đi ngủ để có một giấc ngủ ngon và sâu. Lợi ích thứ 10 của cà tím là giúp phòng ngừa ung thư. Cà tím là một trong những thực phẩm có khả năng chống ung thư cao nhất vì chứa nhiều chất chống oxy hóa như anthocyanin, niacin, acid chlorogenic và acid caffeic. Những chất chống oxy hóa này giúp ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư và kích hoạt các cơ chế tự tử của chúng. Cà tím cũng chứa nhiều chất xơ, giúp làm sạch đường ruột và ngăn ngừa ung thư đại tràng. Bạn có thể ăn cà tím thường xuyên để bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc ung thư. Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn về 10 lợi ích của cà tím đối với sức khỏe.
Hy vọng các bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích và có thể áp dụng cà tím vào bữa ăn hàng ngày của mình. Cà tím không chỉ là một loại rau củ ăn hàng mà còn là một vị thuốc quý, có thể giúp chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào tạm biệt và chúc các bạn một ngày vui vẻ.